đã từng đóng qua nhiều bộ phim trước đó, tuy nhiên phải đến Gạo Nếp Gạo Tẻ và Về Nhà Đi Con, Quốc Trường mới thật sự tạo được ấn tượng sâu sắc trong tâm trí khán giả. Trong lúc các chị em còn đang lùng sục thông tin, thì sao 360 đã tổng hợp đôi nét sơ lược về tiểu sử của chàng trai này. Hãy cùng theo dõi với Thúy Quỳnh nhé! Quốc Trường, chàng diễn viên trẻ đầy tiềm năng. Lý lịch chức năng. Quốc Trường tên đầy đủ là Nguyễn Quốc Trường, sinh năm 1988 ở Cần Thơ, là con út trong một gia đình với bố công tác tại Đại học Cần Thơ. Nổi bật với vẻ điển trai, lãng tử cùng những dấu ấn nhất định trong mỗi bộ phim, Quốc Trường đang ngày một khẳng định mình xứng đáng với những gì tổ nghiệp đã ban tặng. Lớn lên cùng ký ức trong xóm chợ. Suốt những năm tháng tuổi thơ, Quốc Trường cùng bố mẹ sống trong một xóm chợ ở Cần Thơ. Nếu ai đã từng ở xóm chợ cũ sẽ hiểu nó hôi và kinh khủng ra sao. Thế mà anh đã ở đó lâu đến mức thân quen với mùi hôi của rác rưởi. Mỗi khi nhớ lại những ngày ấy, không cần phải nhọc công góp nhặt, từng hình ảnh cứ thế nối đuôi nhau kéo về trong tâm trí một cách đầy ám ảnh. Chẳng thể quên không gian xóm chợ búa nơi gia đình anh từng ở, lúc nào cũng có chém giết, đánh nhau, máu đổ mỗi ngày và người nghiện ngập thì đầy rẫy. Thế nhưng thật may, Quốc Trường chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi những điều xấu đó. Ngược lại, anh càng nuôi quyết tâm đưa gia đình rời khỏi nơi này. Với Quốc Trường, bao giờ gia đình vẫn là điểm tựa, là bờ vai vững chắc trên mỗi bước đường đời. Trong đó, hình ảnh mẫu mực của cha mẹ cùng một đời gian khó, chật vật luôn là ký ức khó nhạt nhòa. Và đúng như lời hứa, anh chàng bén duyên với nghề diễn viên dần dần đưa được gia đình ra khỏi xóm chợ và giúp cuộc sống của cả nhà tích cực hơn nhiều. Nghĩ lại những năm tháng sống ở nơi ấy, Trường vẫn không khỏi rùng mình sợ hãi. Thế nhưng, nam diễn viên cũng không thể phủ nhận chính những kỷ niệm thời thơ ấu đó đã giúp cho anh rất nhiều trong nghề diễn mỗi khi hóa thân vào nhân vật, giúp anh diễn thật với cảm xúc mà mình đã từng. Con đường nghệ thuật là một cơ duyên. Quốc Trường đã có lúc từng thú nhận, có lẽ số anh may mắn nên đến đâu cũng gặp người tốt và con đường mình đi lúc nào cũng đẹp. Năm 18 tuổi, anh vừa phụ bán hàng tạp hóa cho mẹ, vừa làm mẫu cho công ty người mẫu Tây Đô lớn nhất miền Tây. Năm 20 tuổi, Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi tìm kiếm diễn viên triển vọng ngôi sao ngày mai. Trường đã được giám đốc cử đi thi và giành giải nhất khi vượt qua hơn 100 thí sinh tham dự. Kể từ khi đó, những lời mời đóng phim từ những cái tên gạo cội như Phước Sang, Xuân Cường và các đạo diễn khác cứ ập đến và anh đóng phim từ đó. Năm 2011, Quốc Trường cũng đã gây tiếng vang với một vai diễn chính ở trong một bộ phim đoạt giải Mai Vàng là Quyền lực tình yêu. Sau đó thừa thắng xông lên, nam diễn viên liên tiếp nhận lời vào vai nam chính của rất nhiều bộ phim như Cung đường tội lỗi, Chuyện tình rừng ngập mặn, Ngày hôm qua. Trước Về nhà đi con, Quốc Trường từng tham gia một bộ phim truyền hình khác là Gạo nếp gạo tẻ. Với mỗi vai diễn dù chính hay phụ, anh luôn biết cách tạo điểm nhấn cho mình và để lại những dấu ấn khó phai. Quốc Trường tâm sự, quá khứ khiến anh gai góc hơn nhiều. Và vì mỗi ngóc ngách trong các nhân vật mình đều đã trải qua nên dễ dàng thấu hiểu hơn. Thế nên Trường vào vai nào cũng ngọt, cũng tròn và đơn giản. Nam diễn viên có khiếu kinh doanh xuất sắc. Không chỉ ghi dấu ấn trong lĩnh vực diễn xuất, Quốc Trường còn rất giỏi kinh doanh. Ít ai biết được, anh chàng là người sáng lập kiêm giám đốc marketing cho một thương hiệu mì cay có hơn 100 cửa hàng trên toàn quốc. Anh chàng cũng khiến nhiều người ghen tị khi khoe căn nhà biệt thự rộng hơn 700m² có giá 25 tỷ đồng ở quê nhà Cần Thơ. Quốc Trường cũng phủ nhận việc mình là rich kid và được gia đình nâng đỡ vì anh chàng cho biết từ nhỏ mình đã phải tự lập vì gia đình khó khăn. Và chính vì như thế, không cần phải làm thiếu gia như Vũ ở trong phim Về nhà đi con, Quốc Trường đã chính là đại gia ở ngoài đời. Ngoài đời, gu thời trang của Quốc Trường cũng lịch lãm, bảnh bao không kém gì các nhân vật trong phim. Những bức ảnh anh chàng mặc áo sơ mi, khoe vẻ điển trai, phong trần hay ấm áp với nụ cười rạng rỡ cũng đã khiến hội chị em phải điêu đứng ngất ngây rồi. Cùng chờ đón những sản phẩm tiếp theo của nam diễn viên Quốc Trường các bạn nhé!